Welcome to lawyer, to attorney Mr. Mike Portucci and my aggressor. Please say hello to your client and your new audience. Sure. Thanks for having us on. I'm Mike Agris. I'm the managing partner of Agris Law Firm. And I'm Mike Portucci. I'm one of the attorneys at Agris Law Firm. Thank you for having us. Yes. Again, you know, we have to thank you so much for the past last couple of weeks, and we have so many questions, and we learned a lot of new things from your expertise, again, one more time, welcome to our program. First of all, okay, I have the question about what type of cases does Agris Law Firm handle? Sure. So we handle personal injury cases, and out of personal injury cases, that would include car accidents. And when we're talking about car accidents, that's an umbrella that would cover motorcycle accidents, bicycle accidents, rideshare accidents, people who are in Ubers yes. or in Lyfts. We also handle dog bites, slip and falls, trip and falls, which is common in the winter with ice and snow. Right. And then we do handle nursing home abuse cases as well as medical malpractice cases. Yes, thank you. Vâng, quý vị cũng đã nghe vài lần trong chương trình mà về đời sống và luật thì Agris Law Firm người ta sẽ provide cung cấp những cái dịch vụ nào thì hôm nay luật sư Mike vừa lặp lại cho chúng ta biết đó là văn phòng Agris Law Firm là chuyên môn về gọi là những cái tai nạn thí dụ như đụng xe hay là những cái xe truck mà nó đụng mình hoặc là thí dụ như mà quý vị mà đi chung xe với nhau nó gọi là ride share hoặc là motorcycle, tức là xe hai bánh, ở bên này nó có xe bốn bánh, xe hai bánh. Khi nếu mà quý vị nào mà có tai nạn về xe cộ mà nó liên quan về vấn đề xe hai bánh hay là mình đi chung với người khác và cũng như là nếu mà mình đi Uber hay là Lyft đó, thì mình cũng có thể nhờ cái văn phòng luật sư Agris Law Firm người ta chuyên về những cái ngành đó. Thứ ba đó là nếu mà quý vị mà có neighborhood mà cũng như là những người ở chung quanh hàng xóm láng giềng mà ta nuôi chó mà không may mà mình bị cắn thì mình cũng phải cần đến cái gọi là cái sự giúp đỡ của văn phòng Agris Law Firm. Cũng gọi là một cái thứ ba nữa là những người mà người ta lái xe đạp bicycle và cái common nhất, cái bình thường nhất là mình ai cũng có cha mẹ, những người lớn tuổi ở trong cái nursing home. Thì trong cái nursing home nếu mà nó làm việc, tại vì mình trả tiền nó mình phải theo dõi là cái những cái service người ta làm có đúng hay không, hoặc là thuốc sai hay là mình đi bác sĩ mà người ta cho, nó gọi là malpractice. Thì malpractice là cái gì? Bác sĩ cho mình to thuốc không đúng hay là trật hay là sai, hay là nurse mà nó cho cha mẹ mình vào uống thuốc sai. Thì những cái điều đó là nó có cái luật lệ để mà cho chúng ta phải tin tưởng vào những cái service đó. Thì nếu mà họ làm sai thì mình làm cái gì? Mình phải cần tới Agris Law Firm. Thì những luật sư ở tại văn phòng Agris Law Firm thì luật sư Mike là ông chuyên về những cái service đó mà người ta làm không đúng, mình có thể tụng kiện để mà mình đòi cái tiền thương tích bồi thường cho mình một cách là đúng và thỏa đáng. Yes, thank you. The next question is, why do I need a lawyer when I'm involved in a car accident? Yeah, that's a good question. Well, we handle everything for our clients. So we'll handle the police report, we'll handle the insurance companies, we make sure you get medical treatment, refer you to places. So we really handle everything. So that's why it's important not to wait to call us first so that we can get started on handling all of that stuff. Right. And it's also important that people know not to talk to the insurance company first and not to give a statement because at some point they'll try to use that against you. Right. Okay. Thanks. Vâng, câu hỏi mà của Andy Chris vừa đưa ra đó là tại sao, tại sao mình phải cần luật sư và luật sư người ta sẽ giúp cho mình được cái điều nào? Okay. Thì cái quan trọng nhất là sao luật sư Mike Portucci đó là một người phải là luật sư rất là chuyên môn thì ông cho biết rằng nó có ba cái vấn đề chính mà mình cần phải biết. Thứ nhất là police report, là cái biên bản cái đầu tiên là khi mà mình bị xe tai nạn về xe cộ lưu thông đó, là mình phải gọi ngay cho cảnh sát, mình phải call the police right away. Tại vì cái police là cái người ta sẽ lập cái biên bản người nào trúng và sai và tất cả những cái chi tiết mình phải cung cấp. Tại vì luật sư người ta sẽ xem cái bản tường trình của cảnh sát, cái biên bản đó, để mà người ta có thể đòi hỏi và tranh tụng, người ta bảo vệ gọi là cái quyền lợi của mình. Cái thứ hai đó là insurance company.
thì cái đó là những cái công ty mà bảo hiểm về xe cộ là mình phải có cái policy. Nhiều khi cái policy đó mình không có hiểu rõ thì văn phòng Equus Law Firm người ta phải nhìn vào, người ta phải xem xét, người ta phải nghiên cứu trong cái luật, trong cái bảo hiểm của mình đó, nó có những cái điều khoản nào và người ta sẽ giúp được mình. Cho nên đầu tiên là mình phải gọi cho luật sư, chứ mình không có gọi cho công ty. Đó là ông Mai, ông vừa nhấn mạnh. Tại vì khi mà mình đòi, khi mà mình gọi cho công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm thường nó muốn lấy tiền mình mà nó không muốn trả cho mình cái số tiền đích đáng. Cho nên nó tìm cách là nó minimize cái benefit của mình. Thì cái minimize đó là mình không có đòi được, tại mình không hiểu luật. Thì luật sư văn phòng Equus Law Firm người ta hiểu được, người ta biết rõ những cái điều khoản nào cái hãng bảo hiểm nó phải trả cho mình. Rồi một cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề mà khi mà mình bị thương tích thì mình phải chữa bệnh. Cái medical treatment nó rất là quan trọng, mình không thể nào bỏ qua cái đó, là tại vì sau đó là sức khỏe của mình. Mình có thể đòi những cái tiền gọi là damage được, ví dụ xe hư thì nó phải bồi thường rồi, nhưng mà những cái chuyện mà xảy ra trong cái cơ thể của mình gãy xương gãy tay hay là mình bị nhức đầu kinh niên, nghĩa là từ khi mà mình bị đụng xe, mình bị ám ảnh, rồi là mình không ngủ được, mình không được, thì cái đó ok, nó rất quan trọng. Cho nên cái vấn đề mà medical treatment nó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Cho nên quý vị cần phải có luật sư để người ta giúp cho mình. Yes, thank you for your answer here. The next question is, will the at-fault driver's insurance take care of me if I'm not at fault for the accident? Yeah, so you would think if someone hits you and they're at fault that their insurance will take care of you and they're looking out for you. Right. And this couldn't be further from the truth. Right. So here's what ends up happening. You get into a car accident, the at-fault driver's insurance company will reach out to you, and you're going to be dealing with two different agents. You'll deal with someone for the property damage to your right. car, and then you'll deal with someone else for the injury aspect. And the property damage usually goes smoothly. There's so much information about what cars are worth these days. And so you may be thinking that the insurance company is looking out for you. They settled your property damage claim. And why not just settle with them for the personal injury claim? It couldn't be further from the truth. So they're not interested in your treatment. They're not interested in you getting better. They're not interested in paying you for your damages. What they are interested in doing right. is settling your case for as little as possible. Right. Let me give you a quick example. Yes. So before we came on the show this morning, I was talking with Jackie, who's a senior paralegal at our office. Right. Someone was involved in a car accident a week ago. Yeah. They got some treatment. They contacted our office, and they said, the insurance company wants to send me $3,500 to settle the case. Okay. And this is what they do. They send out checks. Yes. So don't do that. Yeah, okay. Right. Contact a lawyer and we'll help you out because yes. we know the extent of all your damages. Right. The other side's insurance company has zero interest in your case. They right. just have interest in their bottom line. Right. Okay. Thank you. Yeah, I learned something new today about the insurance, because most of the time, you know, where are my checks? Where's my check? Right. Right. And they do this. And I mean, look, if you're someone who's been in an accident, your car's maybe at the tow yard, you don't have a car to go to work, you've right. got medical bills piling up, and a right. lot of people just think, I'm going to just take this money, this is great. Right. Yes. But it's just, it couldn't be further from the truth, because all the insurance company knows the case is worth more, right. but when you cash that check, they're done. Case right. is over, you yes. can't come back for more money. Right, so, okay, thank you. Yeah. Vâng, câu hỏi rất là interesting, rất là, phải nói là quan trọng, mà đôi khi tất cả quý vị cũng không có chú ý, đó là nếu mà trong cái trường hợp mà quý vị bị đụng xe đó mà không phải cái lỗi của mình đó, thì chắc chắn là cái hãng công ty bảo hiểm đó, car insurance, công ty bảo hiểm của cái người mà người ta đụng mình đó, nó sẽ bồi thường cho mình. Cái điều đó là không có gì mình phải thắc mắc. Nhưng mà luật sư Mai vừa trả lời cho mình biết là thứ nhất là sao mình phải cần có luật sư để người ta kiểm chứng, kiểm tra coi cái trường hợp, là tại vì cái car insurance, cái insurance company đó, những cái hãng bảo hiểm đó, nó chỉ muốn trả cho mình rất là ít, nó send cho mình cái check ngay lập tức, nghĩa là gửi tiền cho mình, nhưng mà cái tiền nó không có đủ, là tại vì trong đó mình chưa có tính là cái vấn đề mà tai hại của chiếc xe, mình bị đụng xe xong rồi mình có bị cái thương tích gì hay không, cho cái loan thân mình có bị một cái điều nào mà mình cần phải trở lại
cũng như là mình đi bác sĩ để có coi cái tình trạng mà bệnh tình nó như thế nào. Thì thường thường những cái company cái công ty bảo hiểm á, lúc nào nó cũng muốn trả tiền cho mình thật nhanh để nó đóng cửa, nó đóng cái trường hợp đó, cái case đó, thì mình không có biết là cái chuyện gì nó xảy ra về sau. Nhưng mà nếu mà mình có luật sư đó, mình nhờ luật sư sẽ nhìn vào cái trường hợp đó nó phải trả mình nó như thế nào, nó mới là đủ tiền. Thứ nhất, nó phải đền tiền xe của mình. Thứ hai, nếu mà mình không đi làm được, mình nghỉ ở nhà, mình gọi là lost wage, thì người ta cũng có cách để mà người ta đòi cái tiền nào đó. Cái thứ ba nữa là sao? Đó là cái trường hợp của mình nó có bị nặng hay là nhẹ. Cho nên đừng bao giờ mà mình tin vào cái công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm lúc nào nó cũng muốn trả mình ít nhất, và nó đóng cửa, nó đóng cái case của mình lại. Nó không muốn mà gọi là mình thừa kiện gì cả. Mặc dù mình không muốn thừa kiện, nhưng mà nó không muốn bồi thường mình một cách đính đáp. Đó là cái vấn đề mà luật sư Mai vừa trình bày. Cho nên cái quan trọng nhất là sao? Mình phải có luật sư để nhờ luật sư người ta xem xét từng cái tình hình, từng cái trường hợp nó đặc biệt nó như thế nào, để mà người ta đòi hỏi nó phải bồi thường cho mình một cách đúng mức. Và khi mà mình có luật sư thì mình nên nhớ là mình rất là an tâm, mình không phải là lo sợ cái chuyện mà là văn phòng insurance cả đôi bên nó sẽ gọi cho mình, nó sẽ nói này nói kia, hay là nó tìm cách để mà nó hăm dọa mình gì cả. Nếu mình có luật sư là mọi vấn đề là người ta sẽ lo cho mình từ A cho tới Z. Và hôm nay là ông Mai cũng đưa ra một cái ví dụ là ngày hôm qua, đó là có một cái trường hợp là khi mà cái client đó, thân chủ của ông ta bị đụng xe, thì cái hãng công ty nó gửi 3,500 35 đó là xong. Nó không muốn mình thưa kiện, nó không cần biết là ok mình có bị cái gì cả. Thì cái chuyện đó là cái chuyện không bao giờ có. Là tại vì sao? Nếu mà mình bị tai nạn mà mình vào trong nhà thương mà bác sĩ nó nói là mình bị nứt sọ, nứt xương hay là cái chuyện gì đó, không? Nó có thể là lên tới cả 100,000, nhưng mà công ty bảo hiểm nó chỉ muốn là đóng cái kê đó, cái trường hợp đó, nó gửi cho mình cái check 3,500. Mình nghĩ cái điều đó là rất tốt, nhưng mà thật sự nó rất là hại cho mình. Cho nên tất cả quý vị, khi đụng xe mà có tai nạn, xe mình bị hư mà mình không có gọi là feeling well đó, tức là mình cảm thấy là mình nhức đầu, nhức mỏi, bất cứ một chuyện gì, là mình cần phải có luật sư ngay lập tức để luật sư người ta biết người ta làm gì, và không bao giờ mình trả lời cái gì với lại cái công ty bảo hiểm đó. Đó là cái điều mà luật sư Mai vừa trình bày. Yes, thank you very much, because you know this is a very important, you know, a lot of people they you know when they get involved into the car accident, right? They panic, they don't know what to do, they don't know what to say. Yeah. There's no clue what direction, you know, what should they do, right? So they just depend on the insurance. Yes, I got insurance. You have insurance. Let's swap. Let's trade. And I'm waiting for the check, and that's it. You know, yeah. Right, and I think what the insurance companies are doing is they're taking advantage of people in a really vulnerable position. Right. Because no matter what your position is, if you're involved in an accident, chances are you're going to be without your car, which means you're not going to have transportation to work, you're not going to have the ability to take your kids to and from school and doing all of those things. And then bills come in immediately, right? Right. The ambulance, the emergency room, the doctor. So you're getting all these bills. People are in a vulnerable state, and literally the insurance company comes in and they take advantage of people. I mean, we see it all the time. Right. And I think what they also do is they, in particular, take advantage of like minorities or people who maybe aren't from this country, who don't really know our legal system, right? So everyone talks about people, you know, are sort of sue happy in the United States. Yes. And then we sue people a lot. But there's a system in place with car insurance, and if you're in an accident and you're injured, you're allowed to go after someone, right? And those are your rights. Yes. And that's part of our system. Right. Yeah. The insurance company comes in a vulnerable state. They quickly give you a check just so they don't have to deal with you. Yes. I've even seen cases, and this is, you can tell this is something I'm passionate about, because I see it all the time with insurance companies. I've seen cases where the insurance company will email someone an electronic settlement agreement and ask for their bank information, saying, oh, just sign this and we'll ACH you the settlement funds right now. Couple grand, it'll be in your account later today. Yes. And people are like, okay, and they sign off on it. Right. But what people don't understand is the moment you do that, your case is over. Right. You can't come back for more and say, oh, but I'm still injured, or oh, what about my lost wages, or wait, I might need surgery. Right. So they're, once again, I mean, the insurance companies, they sure advertise, like we've talked about, like, they're on your side, like a good neighbor. Right. It is the furthest from the truth. Yes. So anyway, call us. We can deal with all of that. And we, just like the insurance companies know,
we have all of this data too, right? So we know what cases are worth, we know what people are entitled to, and we make sure that people get fair compensation. Right. Yeah. Just like the insurance companies know. Yes. Okay. Thank you. I'm glad you mentioned about it because I understand a lot of minority. Number one, they're so panicked. They don't understand the system. They don't understand the law. And then moreover, when they get involved in an accident, sometimes they just completely lost mind. They don't know what to do. They don't know who to go and where to go, what direction, and they get ripped off or take advantage from insurance company, right? Yes. This is why we have insurance. And this is the system in the United States where if you get into an accident, you injure someone, you go after their insurance company. You're not suing someone individually, right? Right, right. Like if I got in an accident and I was at fault, I would tell the other person I injured, please, I have insurance. Right. You can come after my insurance company. Right. Yes. But not a lot of people know that. Right. And the insurance companies know, they come in and they're like, oh, here's some money, take it. Yes. Anyway. All right, thanks. Yeah. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra một cái trường hợp và một cái những cái điều mà chúng ta cần để biết. Thứ nhất là sao mình là cái người minority, tức là mình là những cái người di dân. Thứ nhất là mình không hiểu được cái luật system, cái system của cái hệ thống về luật của Hoa Kỳ. Cho nên mình phải cần có luật sư để người ta hiểu và người ta giúp mình. Cái thứ nhất là luật sư Mai nói về cái vấn đề đó là mình phải nói thẳng khi mà thấy những cái slogan ví dụ như là good neighborhood hay là on your side, những cái điều đó mình không thể nào trust những cái người đó được. Là vì sao? Đó người ta chỉ nói để cho nó suông miệng, cho nó vui thôi, chứ thật sự là nó không giúp mình. Và ông cũng nói luôn, nếu mà những cái tình trạng là vulnerable là mình đụng xe mà nó tan nát cái xe đó, nó gọi là cái trường hợp rất là tệ. Thì những cái trường hợp đó là mình phải biết là sao mình mua cái insurance để làm gì. Insurance nó phải trả tiền cho mình và nó cover, nó phải bồi thường mình, gọi là fair, chứ không nó phải nói là đúng, chứ không phải là mình muốn đòi tiền nó nhiều. Thì những cái điều đó sao Equus Law Firm người ta hiểu và người ta giúp cho mình làm được cái chỗ đó. Và cái thứ hai đó là sao những cái mình không thể nào mình, ông cũng nói là mình không thể nào mình trust, mình không thể nào trust, you can't trust the insurance company, là mình không có tin vào những cái hãng bảo hiểm. Thứ nhất là nó muốn là trả tiền cho mình thật ít, nó không muốn trả cho mình là những cái gì mà mình cần phải trả. Thí dụ bây giờ medical bill hay là xe mình hư thì dĩ nhiên nó phải bồi thường. Nhưng mà cái vấn đề mà khi vào trong nhà thương, mình call ambulance nó phải trả, mình lost weight tức là mình ở nhà nó cũng phải trả. Thì những cái điều đó chỉ có luật sư người ta nhìn vào người ta mới biết và người ta rất hiểu rõ cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ. Thì nếu mà quý vị không hiểu, quý vị có thể gọi thẳng về Equus Law Firm. Thì có người Việt hoặc là có người Mỹ, là tất cả những cái ngôn ngữ khác nhau người ta đều có người để thông dịch cho mình. Quý vị không phải lo điều đó. Nếu mà quý vị thấy một cái trường hợp nào mà đặc biệt mà quý vị muốn tham khảo thì có thể gọi thẳng Equus Law Firm hoặc là gọi cho cái số phone ở trên màn hình đó, là cho sẽ có anh Quý Ngọc, anh sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị, anh sẽ hướng dẫn tận tình và người ta sẽ làm bằng mọi cách để cho hãng car insurance anh đó, nó phải bồi thường mình một cách gọi là fair, nghĩa là đúng mức, cho nên mình không phải lo ngại cái vấn đề mà gọi là mình gọi luật sư mà mình không biết nói gì, thì sẽ có người hướng dẫn cho tất cả quý vị. Vâng. Thanks so much for your answer and my next question is, will the insurance company refer me to a doctor if I need a treatment for injury? No, they won't. And sort of like Mike was talking about, they don't really care about your treatment, and so they won't help you get treatment. In fact, they probably hope you don't get treatment so that they don't have to pay for it. The insurance company wants to minimize their own exposure, which means they want to minimize any of your damages and any of your injuries so that they can pay you as little as possible. So that's why it's important to call a lawyer so that we can refer you to a doctor and help you get the treatment that you need. Yes, thank you. Vâng, câu hỏi của Andy Cruz vừa đưa ra đó là hãng insurance company đó, tức là hãng bảo hiểm đó, nó có là hướng dẫn mình cũng như là nó refer mình, tức là nó muốn mình đi vô trong nhà thương để mà mình trị bệnh hay không, hay là mình gặp doctor không? Thì cái câu trả lời của ông là chắc chắn là không, for sure, đó là không. Là tại vì sao? Tất cả các hãng mà về insurance đó, họ không muốn trả tiền mình nhiều, họ muốn trả mình thật ít, minimum.
Đó là cái mà mình phải hiểu là sao người ta chỉ muốn lợi cho người ta thôi. Thì cái công ty mà bảo hiểm đó, Coin Insurance đó, vừa mình nhớ là công ty bảo hiểm lúc nào nó muốn có cái lợi cho nó thôi, nó không có hướng dẫn mình làm gì cả. Nghĩa là khi mà mình bị một cái vấn đề mà car accident đó, thì nó không sao, nó sẽ lo cho mình hết. Nghĩa là nó gửi check cho mình hoặc là nó có thể kêu mình là gửi bank account rồi nó bỏ tiền vô trong đó. Ngay lập tức mình sẽ thấy là tốt, nhưng mà thực sự mình về nhà mình có thể bị những cái tình trạng khác nữa, mình đau đầu, nhức đầu hay là đau lưng, vân 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 vân, mà mình không có thể mình nào mà mình trả được những cái bill đó. Mình nhận đó thì rất là ít tiền, mà khi đó mình vô nhà thương rồi đó, mình phải trả rất là nhiều tiền, thì lúc đó mình sẽ gặp rất là khó khăn. Cho nên mình phải gọi ngay khi mà mình bị car accident, mình phải call ASAP, mình phải call Equus Law Firm hoặc là bất cứ một cái công ty luật nào khác để cho người ta hướng dẫn cho mình cần phải làm cái gì. Vâng, chúng tôi xin mời cho coffee hãy giữ làn sóng của hệ thống truyền hình VSM. Sau một số thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. We take a short break. We'll be back. Thanks. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Ares là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tính kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiền neo, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc Quý Ngọc, số điện thoại là 773-906-9999, 773-906-9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đặc biệt chúng tôi có hai luật sư từ Equus Law Firm, luật sư Mike Potocci và Mike Equus. Hôm nay đó là một cái chương trình phải nói là khá ư là xúc tích, đặc biệt chúng ta nói về nhiều về gọi là cái công ty bảo hiểm, cái insurance car. Vấn đề khi mà mình mua cái hãng bảo hiểm nào đó, mình phải biết mình mua cái gì và cái lợi ích của cái sự insurance là cái gì. Không phải mình mua insurance đó là mình chỉ lo là người ta sẽ take care, người ta trả cái tiền damage, tức là về xe hoặc là cái người bị đụng hay là mình đụng người ta. Nhưng mà cái chính là cái insurance nó bảo vệ cho mình, cho nên mình phải tìm hiểu làm thế nào mình mua bảo hiểm cho nó đúng mức và mình cần phải cái bảo hiểm nó cover cái gì ở trong đó. Những cái câu hỏi mà tất cả quý vị nào mà cần muốn biết thêm có thể email về cho hệ thống truyền hình, chúng tôi sẽ đặt những cái câu hỏi đó cho tất cả quý vị và lần lượt tất cả các luật sư của Equus Law Firm người ta sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những cái tài liệu cũng như là những cái câu trả lời rất là chính đáng. Welcome back to our program here. Okay, the next question is do I have to use my insurance to pay for my loss if I'm not at fault for the accident? Sure. So generally speaking, what a consumer does when they're involved in an accident and they're injured is the other driver has insurance and you go after the at-fault driver's insurance. Right. That's in a perfect world, and that's when, you know, things go smoothly. Right. Oftentimes things don't go smoothly. So let's say, for example, the other driver does not have insurance. You can go after your own insurance for what's called uninsured motorist coverage when the other driver does not have insurance. Right. Maybe there's a situation where your injuries are greater than the policy that the other driver has. Yes. So then you can also use your own insurance for what's called an underinsured motorist claim when there's not enough insurance. Right. And then most people have what's called medical payment coverage on their own policy. Yes. And what's nice about medical payment coverage is it pays for medical expenses
that may not have been covered by your health insurance, or maybe you've got a copay or deductible. Right. So it's called medical payment coverage. So when you're in an accident, in short, you're always going after the at-fault driver's insurance. If they don't have it or they don't have enough, you can then go after your own. Right. And then you can also use your own for medical payment coverage, which is just another layer of protection for your medical bills. And look, this is the reason why people have insurance, is to use it to pay for medical bills, to pay for injuries and damages and lost wages and all of that. I was talking to a woman last night. She called up. Her daughter was involved in a car accident. And as it turns out, the other driver didn't have insurance. Ooh. And so I was telling her that fortunately she has uninsured motorist coverage, and we can bring the entire claim against her own insurance company. Okay. So typically you go after the at-fault drivers. Oftentimes in car accident cases, right, things aren't typical. Yes. And things don't go smoothly. So that's why, right, it's important to have your own insurance too. Right. Okay. Thank you. Vâng, câu hỏi vừa đưa ra đó là mình có thể dùng cái insurance của mình, cái car insurance của mình, nếu mà trong trường hợp mà cái người đụng mình đó, người ta không có insurance. Đó là cái câu hỏi rất là quan trọng. Thì luật sư Mai vừa đưa ra một cái câu trả lời mà tất cả quý vị cũng phải nên chú ý, nó rất là đặc biệt. Vâng, nếu mà cái người mà người ta đụng mình đó mà người ta không có cái insurance đó, thì cái đó là một cái vấn đề nó rất là nan giải cho mình, nếu mình không có luật sư để mà người ta hướng dẫn mình làm cái điều nào và người ta bảo vệ cho mình thì đúng hơn. Ok, thì luật sư Mai vừa trả lời xong. Nếu mà cái người mà đụng mình người ta không có bảo hiểm thì lúc bây giờ mình có thể dùng cái bảo hiểm của mình. Thì trong cái bảo hiểm mình nó có nhiều cái layer, nó có nhiều cái phần ở trong đó, cái item đó. Thì cái item trong đó mình cần phải có là Unmotorist Insurance. Nếu mà mình không có cái đó là mình sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Còn nếu mà mình có cái đó thì mình có thể dùng cái insurance của mình để mà nó bồi thường cho mình. Cho nên đó là cái điều quan trọng nhất là quý vị cần phải có insurance. Cái đó là a must. Quý vị cần phải có insurance. Nếu mà không có cái insurance đó, mình không đòi được ai cả. Nếu mà cái đối phương của mình, người ta đụng mình, cái người mà đụng xe mình mà người ta không có bảo hiểm, mình phải có cái bảo hiểm để nó bảo vệ cho mình. Nó ở trong đó nó có hai phần. Thứ nhất là sao? Nó unmotorist insurance, và cái thứ hai mình phải có cái gọi là medical cover. Nếu mà mình không có cái đó thì mình vào nhà thương thì ai sẽ trả tiền cho mình? Cho nên mình cần phải có luật sư. Luật sư người ta nhìn vào trong cái bảo hiểm của mình, người ta biết mình có cái phần nào, nó different layer, nó different cái item đó, là người ta sẽ theo cái đó và người ta có thể hướng dẫn mình, cũng như là người ta sẽ protect mình. Hai điều đó rất là quan trọng. Luật sư Mai cũng đưa ra một cái ví dụ, đó là ngày hôm qua đó thì có một cái thân chủ người ta gọi đến đó, thì cái bà đó, bà có đứa con gái, thì cái daughter người ta get involved trong cái car accident, thì ở bên này người ta cũng phải xem coi trong cái insurance của những người đó. Rất tiếc là cái người đụng người ta không có bảo hiểm, thì cái bà này bây giờ bà phải provide cái insurance của bà. Thì cái insurance của bà nó, trong đó nó có hai cái phần. Thứ nhất là cái medical coverage, cái thứ hai là unmotorist. Nếu mà quý vị không có hai cái phần đó thì mình rất là khó khăn. Và nếu mà mình có cái phần đó thì mình cứ để cho văn phòng luật sư nó hướng dẫn cho mình đi vô trong nhà thương, mình treatment, medical treatment xong rồi những cái bill đó, thì tất cả những cái điều khoản mà mình cần phải có tiền để mình trả đó, ok, ambulance hay là mình vô trong nhà thương mình treatment, đi bác sĩ chụp hình scan bất cứ cái nào, thì lúc bây giờ đó mình dùng cái insurance mình ở trong cái medical, cái điều khoản đó, người ta sẽ giúp cho mình để mình trả những cái tiền đó, cho nên mình không cần phải lo. Và cái quan trọng nhất là quý vị phải gọi cho law firm, Acres law firm ngay lập tức, thì người ta mới làm việc từ cái lúc đầu, còn người ta hướng dẫn mình làm cái điều gì. Yes, thank you for your answer. The next question is, you know, who can help me at the scene of an accident if you don't speak English? Yeah, so what you can do is call a friend or a family member while you're still at the scene so they can help translate to English for you. Yeah. Or you can even call Quinoc in our office, who can help you out as well. Yeah. If the police are there, just let the police know that you speak Vietnamese or whatever other language and you want someone to help translate. Yes. And they can let you make that phone call so somebody can translate how the accident happened for you. Okay. Yes, thank you. Câu hỏi đưa ra đó là nếu mà quý vị mà khi mà bị đụng xe ở tại cái scene, tức là tại cái hiện trường đó, thì mình nếu mà mình không nói được cái ngôn ngữ tiếng Anh thì mình nên làm như thế nào? Thứ nhất là quý vị nhớ mình có thể gọi cho bạn của mình, friends, family, những người thân ở trong gia đình mình,
hoặc là nếu mình có gọi cho Equus Law Firm thì có anh Quý Ngọc. Ok, anh Quý Ngọc anh sẽ giúp cho tất cả quý vị, anh có thể là translator, tức là mình thông dịch cho mình, hoặc là có thể giúp cho mình nói chuyện với lại cảnh sát một cách chính xác. Tại vì khi mà mình đụng xe tại cái scene mà của accident nó rất là quan trọng, cảnh sát người ta phải lập cái biên bản, thì luật sư người ta sẽ làm việc trên cái biên bản của cảnh sát, cái police report. Thì cái biên bản đó là coi như là cái Bible để cho luật sư người ta nhìn vào đó, người ta biết người nào trúng, người nào sai và cái chuyện gì xảy ra. Và nếu mà mình không có liên lạc được bất cứ một người nào đó thì mình có thể gọi thẳng cho Equus Law Firm. Thì khi mà mình gọi cho Equus Law Firm thì tự động người ta sẽ chuyển tất cả quý vị đến anh Quý Ngọc. Anh Quý Ngọc anh sẽ giúp cho tất cả quý vị và là thông dịch một cách rõ ràng và cũng như là nói chuyện thẳng với lại cảnh sát là chuyện gì xảy ra để bảo vệ cho tất cả quý vị. Tại vì cái biên bản của cảnh sát rất là quan trọng, cái police report very important, cho nên mình cần phải làm những cái chuyện đó. Thì nếu mà quý vị nào mà không may, cái điều không phải là chúng tôi muốn quý vị get involved trong cái car accident, tức là đụng xe, nhưng mà nếu quý vị không may thì có thể gọi thẳng cho Equus Law Firm thì chúng tôi sẽ làm những cái chuyện đó. Yes, the next question is how do I get help if I'm injured in a car accident? Yeah, that's a great question, and a lot of times people get in car accidents and after the emergency room or urgent care they don't know who to follow up with, or they've reached out to their doctor and their doctor doesn't have an appointment for a few weeks. So we have an incredible network of doctors who we work with, orthopedic physicians, pain management doctors, physical therapists, and we will help our clients make sure that they get treatment quickly and that they get the appropriate treatment. Additionally, if our clients have doctors that they like and they're already getting treatment, we'll help make sure that they're getting proper treatment and they're seen quickly enough, because that's what's really important, is to get treatment right away after an accident. Make sure you have consistent medical treatment, because one, you want to get better, and then two, you don't want to give the insurance company on the other side any leverage to use against you, saying, oh, you weren't really injured, you didn't really get medical treatment. Yes. And if someone's in a position where they don't have health insurance, they don't have a doctor, what's good about our network of doctors is they will treat people on a lien. And what that means is the doctors will provide our clients treatment, and rather than sending the clients the bills, they send our office the bills. And then when it comes time to settle the case, we pay the doctor bills. Right. So even if you don't have health insurance, if you don't know where to go, contact us. We can help you and refer you out to our network so you can get better. Yes. Okay. Thank you. That's very good, right? That's good help. That's really perfect help. Yeah. Vâng, câu hỏi Andy Cruz vừa ra đó là mình cần help cái gì nếu mà mình bị đụng xe. Thì luật sư Mike vừa cho chúng ta biết là sao là văn phòng luật sư Equus Law Firm người ta có một cái hệ thống, một cái system về health, tức là về bác sĩ. Người ta có những cái người mà gọi là bác sĩ mà chuyên khoa, chuyên môn về mổ xẻ, cũng như là tất cả những cái bác sĩ nào mà gọi là vật lý trị liệu, người ta có tất cả một cái hệ thống network của bác sĩ. Thì doctor network, cái health network đó, nó sẽ giúp nếu mà quý vị mà bị đụng xe mà quý vị không có biết, mặc dù là mình có bảo hiểm hay là mình không có bảo hiểm, cái đó mới là cái quan trọng. Nếu mà quý vị có bảo hiểm thì mình có thể đi vào bất cứ cái nhà thương nào, còn nếu mà không có bảo hiểm thì người ta sẽ giúp cho mình đi đến những cái hệ thống của bác sĩ đó để người ta giúp cho mình. Thứ nhất là mình phải truy bệnh ngay lập tức, tại vì mình không có biết là mình bị nặng hay nhẹ. Cái quan trọng nhất là chỉ có bác sĩ mới người ta mới gọi là khẳng định được mình bị nặng hay nhẹ. Và mình có một cái trường hợp nào đặc biệt thì người ta sẽ refer, tức là giúp mình đi vào trong nhà thương. Thì nếu mà quý vị có bảo hiểm, không có bảo hiểm không quan trọng, thì Equus Law Firm người ta có thể giúp mình cái điều đó. Cho nên mình phải gọi ngay cho cái Equus Law Firm để người ta gọi là chuyển mình, người ta refer mình đến những cái bác sĩ đó. Và những cái đó rất là quan trọng, là tại vì đó, tất cả những cái khi nào mà quý vị mà có đi bác sĩ đó, mình phải đi liên tục, đi cho nó đều đặn, thì người ta có cái hồ sơ. Quan trọng nhất là nó có cái hồ sơ. Thì khi người ta có cái hồ sơ đó, người ta sẽ giúp cho mình để mà người ta claim, tức là người ta đôi cái tiền bồi thường. Mình thí dụ như mình ở nhà, hay là mình không đi làm được, hay là mình vào nhà thương, cái tiền nhà thương quá cao, thì tất cả những cái tiền đó luật sư người ta sẽ có thể bảo vệ mình bằng cách người ta đôi cái tiền bồi thường nó thỏa đáng để người ta trả tiền đó. Và cái điều quan trọng mà luật sư Mai nói là mình không có lo ngại cái vấn đề là mình không có tiền mình trả. Khi nào mà người ta settlement, tức là người ta đã
đòi được cái tiền của bảo hiểm đó, thì lúc bây giờ người ta mới dùng cái tiền đó người ta trả cho tiền nhà thương và người ta bồi thường cho tất cả quý vị. Yes, thank you for your answer. That's a very important, you know, about you know, the health and network and you know, a Chrysler firm to working with the health network. Yeah, yeah, and it's really an added service for our clients because it is very difficult. Doctors are busy. It's hard to get into appointments. It's hard to see the right people. It's hard to get treatment. And we have just a really good network of doctors who care about clients, care about them getting better, and who specialize in this, helping people out from car accident injuries, work injuries. Right. And so they really know what to do, how to get people in, how to treat them quickly, and you know, take care of our clients, which is, you know, it's great. Vâng, luật sư Mai cũng tiếp theo đó là đây đó là một cái điều phải nói là rất là tốt, nó giúp cho tất cả quý vị là tại vì Equus Law Firm người ta có cái hệ thống network của doctor đó, tức là hệ thống về bác sĩ. Cho nên bất cứ một cái ngành nghề nào, những bác sĩ đó chuyên môn thì người ta có thể giúp cho mình, thí dụ mình đụng xe hay là mình đi làm mình bị tai nạn, người ta cũng có thể giúp được cho mình. Thì tất cả những cái bệnh tình như thế nào đó thì người ta có cái hệ thống của bác sĩ chuyên môn để người ta giúp đỡ cho mình. Yes, next question is, you know, who will pay for my medical bills and if other party doesn't have enough insurance coverage? Good, that's a really good question. It's really important too. So there are several options for getting your bills paid, and it's important not to be afraid to go get treatment if you are injured in a car accident. Right. The first option, Mike already mentioned, was the uninsured or underinsured motorist coverage. Yes. That's through your own insurance company. Yes. And that kicks in if the driver who hit you doesn't have insurance or doesn't have enough insurance. Right. This will kick in to cover your bills, but it is important to make sure you have it because it's not automatic in every policy. Yep. It's important to make sure that you have a high limit on that too. So if the other driver doesn't have insurance or doesn't have enough, yours is high enough to cover all those costs. The second option Mike also mentioned was called MedPay. Yeah. Again, that's also through your own insurance company, and that will also cover your bills, regardless of who's at fault. And it's also important to make sure that you have that as well because that's not always included in every policy or it might not be enough. So you want to make sure you have enough of that. The third one is your health insurance. Hopefully they cover a good amount of your bills. And then even if you don't have health insurance, like Mike mentioned, there's the liens where the medical providers can put a lien on the case. And instead of charging you right away, they'll send the bill to us and we can pay it at the end of the case with the settlement. Right. Okay. All right. Thank you. Vâng, câu hỏi đưa ra đó là ai sẽ là người trả cái medical bills? Và nếu mà cái company về insurance đó, mà người ta đụng mình, người ta không có đủ cái tiền để mà người ta cover cho cái tai nạn của mình đó, thì ai sẽ trả? Thì luật sư Mike Patricia vừa cho chúng ta biết rất là rõ ràng. Nếu mà cái bảo hiểm đối phương đó, người ta đụng mình đó, mà người ta không có đủ cái tiền để mà người ta cover cái cho cái medical bill hay là bất cứ một cái damage nào đó, thì người ta sẽ dùng cái bảo hiểm của mình. Thì nằm ở trong gọi là một trong những cái phần đó, đó là unmotorist và cái medical bill, medical coverage. Thì hai cái phần đó là luật sư người ta sẽ nhìn vào trong cả hai cái policy, tức là hai cái bảo hiểm của cái người đụng mình và cả bảo hiểm của mình. Thì người ta sẽ xem coi cái phần nào người ta có thể claim được, người ta có thể đòi hỏi được. Và quý vị không có lo ngại cái vấn đề là mình phải trả tiền, là tại vì người ta không có lấy tiền của mình. Cho tới khi nào mà người ta xong cái phần mà settlement, tức là người ta đã settle down hết tất cả mọi vấn đề rồi đó, người ta đòi tiền, phải bồi thường cho mình, người ta phải protect mình cho nó đầy đủ xong xuôi, thì lúc bây giờ người ta mới dùng cái tiền đó, người ta trả tiền cho nhà thương. Cho nên quý vị không có ngần ngại mình phải sợ là mình không có tiền. Cái quan trọng nhất là mình phải treatment, tức là mình phải đi bác sĩ để cho bác sĩ người ta make sure là mình phải bình phục. Mình phải recover, mình phải bình phục một cách normal, một cách gọi là tốt sức khỏe mình. Rồi sau đó, những cái gọi là vấn đề mà trả tiền, không trả tiền thì luật sư người ta sẽ làm bằng một cách để người ta claim, tức là đòi cái tiền mà bồi thường cho mình một cách rõ ràng và đích đáng. Yes, thank you. The next question is, you know, how long my case lasts before I get the settlement? Yeah, this is a famous question our clients always ask is, when's my case going to settle? We never settle a case until it's time to settle. And so it depends on a number of factors. One,
the injuries, the treatment, whether or not there's insurance on the other side. The moment you settle a case, you can never go back to the insurance company and say, I want more. Right. So we always wait for our clients to finish up with their treatment. Okay. We reach out to their doctors, make sure that they're done with treatment, that they've received, you know, that they've if they're at their maximum medical improvement and they don't need any future treatment. Right. And then we settle a case. We would never want to settle it while clients are continuing to get treatment. And then we would never settle a case if the other side is not putting something reasonable on it. Yes. What I can say is we handle cases quickly. We're super efficient. Yeah. We have law firm software that is the best in the country. It allows us to handle things quickly, efficiently. It's a totally transparent system at our office. And I can give you some examples. We settled an auto accident case for the full $100,000 policy in a matter of 2 months. Yes. And we've also settled a $1 million trucking case in 6 months. This is super fast when it comes to attorneys, and so we know how important it is to get our clients money, to get them money quickly, but we also want to make sure that what they're getting is fair and reasonable, and we never want to, you know, sell our clients short. Right. If they're continuing to get treatment, the case isn't going to settle until they're done. Right. Okay. But I can tell you, when it comes time to settle, we move at lightning speed. And one thing that we just rolled out recently a couple of weeks ago, which our clients seem to love, is we can now pay our clients their settlement funds through ACH. Yeah. So our clients don't have to wait for a paper check in the mail. Everyone knows how terrible the post office is these days. So when we're ready to pay a client, they give us their ACH information, we send it, they get their money the same day. Okay, all right. Thank you. That's super, right? Okay. Yeah, people always, you're asking about the money. Okay. Yeah, where's my money? And the good news is the moment the money comes in, once the check clears, we have to let it sit in our trust account for a certain amount of time. Okay. But once it clears, we ACH our client the funds, and they get it the same day, which is great. Yes. I think people appreciate that. Right. Makes it easy. Right, yes. Okay. Thank you. Vâng, câu hỏi Andy Christopher đưa ra là how long? Đó là cái khi mà mình nhờ cái Equus Law Firm đó thì bao lâu đó thì người ta sẽ settlement cái case của mình. Đó thì cái câu trả lời mà của luật sư Mai là họ sẽ không bao giờ là settlement nếu mà cái trường hợp mà mình vẫn phải còn mà treatment, nếu mà còn cái treatment mà still going on, tức là mình tiếp tục đó, thì người ta không có settlement cho tới khi nào mà mình đang để mà nó trị bệnh cũng như là những cái thương tích bồi thường trong vòng 6 tháng. Thì hệ thống của Equus Law Firm nó có một cái software rất là đặc biệt. Thì cái software đó là nó có thể keep track, tức là mình theo dõi nó từng ngày và những cái chuyện gì nó xảy ra là người ta sẽ báo cáo ngay lập tức. Thì cái hệ thống đó nó sẽ giúp cho người ta sẽ làm cái settlement, tức là cái sự mà bồi thường nó càng lẹ hơn và nó càng tốt và ai người ta xem cũng được. Cho nên quý vị phải hiểu là cái hệ thống của Equus Law Firm đó là coi như nó là A+. Đó, nó là số 1. Cho nên nghĩa là mình phải tin tưởng vào cái hệ thống của Equus Law Firm. Cái software nó sẽ giúp cho ta gọi là càng ngắn gọn lại càng lẹ, bồi thường càng lẹ càng tốt. Nhưng mà quý vị nhớ là mình phải đi bác sĩ consistent, tức là mình phải đi thường trực cho tới khi nào mà mình bình phục thôi. Còn nếu mà mình chưa có bình phục, mình còn phải go back to gọi là hospital hay là treatment thì người ta chưa có xác định mình được. Đó là mình phải hiểu người ta làm việc rất hay. Và sau khi người ta settlement, mình không có thể trở lại để mình claim cái insurance được nữa. Đó là quý vị phải hiểu được cái điều đó. Khi mà cái settlement là xong, là không có còn đòi hỏi hay là tái đi tái lại. Và cái thứ ba nữa là khi mà người ta, Equus Law Firm người ta đã nhận được tiền bồi thường thì người ta sẽ ACH, tức là người ta bỏ tiền thẳng vô nhà bạn mình là trong gọi là same day, trong cùng ngày. Chứ mình không phải là đợi tháng này qua tháng nọ. Thì mình phải hiểu được cái hệ thống người ta làm việc nó rõ ràng và chính xác. Đó là cái điều mà tại sao mà Equus Law Firm người ta được nhiều cái ngôi sao, người ta được nhiều gọi là cái good comment. Yes, thank you for your answer. The next, I believe that's the last question. What does this cost to hire Equus Law Firm for my personal injuries cases? Good question. It costs nothing. It's free to hire us. Okay. So we only get paid if we get you a settlement. So good to me. yeah, it's great. We work on a 1/3 contingency fee, and that fee never changes throughout the process, which is great because some firms might charge 40% or some even charge 50%, or they might charge more if a case gets filed, or they'll charge more if a case goes to trial, but we will always stay at 1/3 no matter what. So we work on your case for free. We front all the costs, and we only get paid if our clients get paid,
which is great. So there's zero risk in calling us and hiring us. Okay. All right. Thank you, Mike. No risk, right? Vâng, câu hỏi Andy Chris vừa đưa ra là mình sẽ trả bao nhiêu tiền cho Equus Law Firm? Đó là cái câu hỏi mà lúc nào là tất cả quý vị mà bị đụng xe hay là mình đi mua bất cứ cái vật một cái nào đi nữa đó, mình cũng phải hỏi cái giá tiền nó bao nhiêu và mình phải trả bao nhiêu. Thì cái câu trả lời luật sư Mai vừa trả lời là no, là mình không có cần phải trả cái gì trước cả. Mình không có cần phải trả một cái upfront, mình không trả một cái đồng bạc nào cả. Mà cái quan trọng nhất là khi mà người ta đã settlement xong xuôi, tức là người ta đã đòi hỏi cái sự mà người ta thương lượng với nhau đó, rõ ràng giữa hai cái hãng bảo hiểm, cái co-insurance xong xuôi đó, người ta đã có đồng ý giữa hai bên người ta sẽ bồi thường cho mình nó đích đáng như thế nào. Và cái quan trọng nhất là cái tiền bồi thường mình nó có đích đáng không, nó có đúng hay không, nó có fair hay không. Đó là cái vấn đề mà luật sư Equus Law Firm người ta phải làm cho mình. Thì lúc bây giờ đó người ta mới tính tiền, thì cái tiền mà contingency đó là 1/3. Và cái tiền đó, những cái công ty luật sư khác đó, thì nếu mà quý vị mà đi ra ngoài tòa đó, go to court hay là trial đó, thì mình phải trả thêm, có thể lên tới 40%, 50% or up to 50%, hoặc là nó hơn nữa. Nhưng mà Equus Law Firm người ta chỉ lấy có 1/3, 1/3, và người ta sẽ không thay đổi gì cả. Cho nên quý vị không có ngần ngại gì mà phải lo sợ là không có tiền để trả tiền cho luật sư. Tại vì luật sư Equus Law Firm người ta không có lấy tiền mình. Cho nên cái là risk free, không có cái risk cả. No, mình gọi là no risk. Thì khi mà mình đã cũng như là nhờ cái văn bản luật sư thì người ta biết người ta sẽ trả mình cái tiền nào. Người ta cho mình biết chắc chắn, rõ ràng. Thì 1/3 là 1/3, chứ người ta không có lên xuống thay đổi hay là tại vì thì là. Tại vì mình phải hiểu rõ là có nhiều công ty nó sẽ charge mình thêm cái extra đó. Ở đây là mình không có cần phải lo ngại những cái trường đó. Cho nên tất cả nếu mà quý vị nào mà get involved trong cái mà cost đó thì có thể gọi ngay Equus Law Firm, thì cái số phone ở trên màn hình, the telephone is on your screen. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cũng như là chúng tôi sẽ lập tất cả những cái hồ sơ thủ tục nào để giúp đỡ cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng trong suốt một tiếng đồng hồ qua quý vị đã tìm hiểu cũng như là có một cái niềm tin ở Equus Law Firm. Thì nếu mà quý vị nào muốn tham khảo nhiều hơn có thể email, có thể gọi điện thoại, telephone về Equus Law Firm cũng như là hệ thống truyền hình, thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp cho tất cả quý vị. Những cái câu trả lời sẽ rất rõ ràng và nhanh chóng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và hy vọng là sẽ gặp lại tất cả quý vị trong tuần tới. Thank you so much for your presence today, and you know we have a lot of you know questions and we learned okay, and hopefully okay in our community, our you know new audience clients, they understand and they have a trust on Equus Law Firm. And before we say goodbye, hopefully okay we have more questions coming up next week, and yeah. Please say hello. I'm sorry. Please say goodbye to you know, your new audience. Sure. Thanks, Andy. And thanks for having us on. And we'll be on next week to talk more about car accidents and personal injury. And Taylor will be back next week. Oh, okay. Yeah. All right. Yes. So. That's my favorite lawyer. Taylor. Yes, Mike. Sorry. Yep. Thank you for having us. It was great being on again. Yes. And hopefully I'll be back again in the future. Yeah. Okay. Yeah, Michael for sure be back on. So. Okay, sure. Okay. One more time, thanks so much for your presence today. Before we say goodbye, one more time, okay, we do appreciate your time and your viewers today. And hopefully, if you have any question, please email Equus Law Firm and call Quy Ngọc. Nếu quý vị có tất cả những câu hỏi nào thắc mắc, xin có thể liên lạc thẳng Equus Law Firm hoặc là Quy Ngọc, thì chúng tôi sẽ giúp cho tất cả quý vị. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày bình an, hạnh phúc, thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Andy Chris xin trân trọng kính chào. Goodbye.